Xin chào mọi người. Thảo Dược Anh Phúc xin kính chào quý khách. Ngày mới kính chúc quý khách một ngày mạnh khỏe, bình an và tràn đầy năng lượng. Hôm nay thì Anh Phúc đang làm theo đơn đặt hàng của khách hàng, đó là rượu bổ khỏe Tứ Hải Long Vương. Thì sẵn tiện đây Anh Phúc làm clip quay lên một lần nữa giới thiệu đến quý khách hàng biết về công dụng của món rượu bổ khỏe này nhé. Tứ Hải Long Vương là một bộ tứ ở dưới biển. Thì gồm có 4 món chính, đó là hải mã. Hải mã được gọi là cá ngựa nha mọi người. Hải long là rồng biển, hải xà là rắn biển, và cuối cùng là hải yến được gọi là chim biển. Đó, bộ tứ này là gồm có 4 món. Thì nhà Anh Phúc á, thì làm bộ tứ á, thì có tặng kèm theo cho quý khách hàng là con sao biển và vi cá mập. Ngoài ra nếu mà làm bình nữa thì Anh Phúc sẽ tặng thêm là xăm dây ngọc linh công tâm, táo đỏ tăng cương và đông trùng hạ thảo. Vì làm bình lên á, thì Anh Phúc làm rất là chắc. Rượu là rượu cốt ủ chum 15 vị. Thì Anh Phúc hay quay clip lên, như mọi người chắc cũng đã biết rồi. Thì trong chum của Anh Phúc ủ á, là có 15 loại xăm. Và hạ thổ sau 1 năm đào lên thì lấy nước cốt, nó rất là đậm đặc và thơm ngon. Một lít như thế này thì Anh Phúc bán 300k nha. Đó, có bình nửa lít là 150k. Bộ tứ Hải Long Vương thì Anh Phúc lại cũng có bỏ bì như thế này, là một bì thế này là 400k. Đó, kết hợp. Thì nếu mà làm bình thì quý khách hàng có thích làm bình xăm như thế này á, thì bỏ bình thủy tinh này hoặc là bình nhựa, thì Anh Phúc đều làm theo nhu cầu của khách hàng. Còn ngoài ra thì có kết hợp với rượu muối chua. Một bình như này là 20 con 600k. Con muối này là con muối to đại nha, mình chỉ ngâm để bảo quản thôi, một chút xíu rượu thôi. Về nhà khách có thể tự làm thêm, hoặc là Anh Phúc làm thêm luôn. Một bình rượu thơm ngon, bổ khỏe để đầu giường, nam nữ đều dùng được ạ. Đặc biệt là cái món này là tăng cường sinh lý. Nếu khách hàng nào quan tâm thì đặt hàng qua số điện thoại 0385 967 997. Mọi sản phẩm của Anh Phúc lên đều có logo và địa chỉ của nhà Anh Phúc nha mọi người. Một số điện thoại duy nhất để chốt hàng và hàng chính chủ luôn. Xin chào và hẹn gặp lại. Kính chúc quý khách một lần nữa mạnh khỏe, bình an và tràn đầy năng lượng.